379 Rèn rèn Tên khác Cây lâm vố, dây máu Bộ phận dùng Nhựa, hạt và vỏ cây Nhựa trích từ cây gồm phần nửa là gôm Tác dụng dược lý 1. Tác dụng trên run đất Dịch chiết hạt rèn rèn có tác dụng độc với run đất in vitro Đã xác định được thành phần độc với run là các alkaloid 2. Nghiên cứu sàng lọc về dược lý một công trình nghiên cứu sàng lọc tác dụng dược lý của ba loại cao khô, chiết từ lá, hoa và hạt cây rèng rèng bằng cồn 50 độ rồi thử tác dụng đã được tiến hành ở Ấn Độ. Liều dùng in vitro cho động vật thí nghiệm của cao lá và hoa là 250mg trên kg, của cao hạt là 5mg trên kg. Đã thử các tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, tác dụng trên amip, entamoeba histolytica trên dung Nipostrongylus brasiliensis, trên, vi trên virus, glucose huyết, hô hấp, huyết áp, hoạt động tự nhiên, thân nhiệt, hồi tràng chuột lang cô lập và một số loại tế bào ung thư. Riêng đối với cao hạt rèn rèn còn thử cả tác dụng lợi tiểu ở chuột cống trắng. Kết quả cho thấy chỉ có cao lá rèn rèn có tác dụng ức chế sự co bóp trên hồi tràng chuột lang cô lập. Về độc tính, đã xác định được liều dung nạp tối đa của cao khô lá rèn rèn là 1.000mg trên kg dùng đường tiêm phúc mạc và liều chết trung bình của cao khô hạt tiêm phúc mạc cho chuột nhắt trắng là 20mg trên kg. Điều đó chứng tỏ hạt rèn rèng khá độc. Tính vị công năng Hạt và nhựa rèn rèng có vị đắng, hơi ngọt, tính mát, có tác dụng trừ trùng, trị ngứa. Riêng nhựa có vị xe, màu đỏ, đông lại ngoài không khí, phồng lên trong nước lã và làm cho nước có màu đỏ đẹp lá và hoa có vị xe, có tác dụng lợi tiểu, lọc máu, kích dục. Công dụng: hạt rèn rèng được dùng trị run với liều ngày là 0,5 đến 1,5 g; dịch ép tươi của hạt để nhuận tràng; gôm nhựa của cây trị tiêu chảy, kiết lỵ, ngày 0,5 đến 1,5 g; dùng liều cao, ngày 2 đến 3 g để điều trị lao phổi, viêm hạch, xuất huyết dạ dày và bàng quang, còn dùng chữa vết thương. Lá và hoa rèn rèn được dùng chữa kinh nguyệt không đều. Vỏ cây phối hợp với gừng chữa sổ mũi, cảm lạnh và ho. Vỏ cây và hạt còn chữa rắn cắn. Bài thuốc có rèn rèn. một Chữa run. Hạt rèn rèn ngâm vào nước cho chóc vỏ. Lấy nhân hạt phơi khô, nghiền nhỏ thành bột. Mỗi lần uống 0,6-1,2 gram trộn với mật ong. Ngày 3 lần dùng 3 ngày liền. Đến ngày thứ tư dùng 10-20ml dầu thầu dầu để tẩy hạt rèn rèn rất khó uống, có thể buồn nôn, hoa mắt, chóng mặt. 2. Chữa vết thương, vết loét, mụn nhọt, viêm hạch, viêm hạch. Nhựa rèn rèn và nhựa dầu mè trộn đều, bôi. Có thể dùng lá sa nhân tươi giã nát 8 phần, muối 2 phần và một phần nhựa rèn rèn giã nát rồi đắp bó. 3. Chữa tiêu chảy, kết lị. Gom nhựa rèn rèn 0,6-2 g bột quế 0,1 g và nhựa thuốc viện 0,02 g trộn đều uống. Bạn muốn biết thêm các cây thuốc, bài thuốc nam chữa các bệnh thường gặp, đơn giản, dễ áp dụng, hãy truy cập trang web bảo kỳ nam.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác.